là cái ông chị tơ tép 21 nha. Cái chị tơ tép 21 này là cộng chị nó rất là xù nha anh em. Chỉnh máy những cái loại chị này là rất khó chịu. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái lục giác 3 ly và nới lỏng cái đế móc của cái máy đồ heo này và chỉnh cho anh em xem nha. Và sau khi mà đã nới lỏng con ốc đế của cái móc máy đồ heo ra thì cái tiếp thì mình sẽ lấy cái đồ ngà móc của nó nha. Thì đối với cái dòng mà chạy chỉ tơ tép 21 này thì mình sẽ lấy cái đồ ngà móc của nó tầm 4 ly nha. Và anh em lưu ý cho mình là khi mà móc lao tới cái kim nào thì anh em là phải kiểm tra cho kỹ nha, móc phải ôm kim nha, không được hở kim nha, hay quẹo một chút xíu cũng được nhưng đặc biệt là không được hở kim nha anh em. Thì khi móc lao tới cái kim cuối cùng thì móc sẽ bắt trên cái lỗ kim cái tầm nửa ly nha anh em. Và sau khi mà móc đã ôm kim rồi thì cái bước kế tiếp mình là siết chắc ốc móc lại nha. Và xoay móc kiểm tra kim thêm một lần nữa là coi thử là móc có hở kim không nha anh em. Thì sau khi mà đã kiểm tra là móc đã ôm hai kim rồi thì bước kế tiếp mình sẽ gắn giá đỡ vô nha. Thì cái máy đồ heo này thì cái giá đỡ của nó rất quan trọng nha anh em. Khi mà gắn giá đỡ vô thì là móc lao tới cái kim đầu tiên là anh em phải là chỉnh giá đỡ cho nó ôm kim nha, sát kim. Và bước kế tiếp thì mình sẽ là ép giá đỡ nha. À, móc lao tới kim đầu tiên thì đồng thời mình sẽ là ép cái giá đỡ trước. Giá đỡ thì mình ép vừa tới kim thôi. Và sau khi ép giá đỡ vô thì mình xoay móc kiểm tra lại một lần nữa coi là móc có quẹt kim không nhanh em hoặc là đá kim không. Thì đối với cái dòng mà máy mà chỉnh máy mà đối với những cái chỉ tơ tép 21 này á, thì anh em lưu ý cho mình là móc hơi quẹt kim một chút xíu cũng được nhưng đặc biệt là không được hở kim nha anh em. Nếu mà mình chỉnh hở kim thì nó xảy ra những cái trường hợp mà khi mình may vào hàng thì nó là đứt chỉ và bỏ mũi nha, cái cổng chỉ nó hay bị xù lên nha anh em. Thì sau khi mà đã chỉnh và kiểm tra là móc đã ôm kim rồi thì bây giờ mình sẽ gắn bằng lờ vô và nghe thử cho anh em xem nha. Anh em lưu ý là khi mình đã chỉnh xong rồi mà mình gắn cái mặt nguyệt vô thì là anh em nên sẽ xoay kim xuống và kiểm tra là kim nó có nằm trong qua cái lỗ mặt nguyệt không nha anh em. Chứ có nhiều trường hợp mình là đã chỉnh là móc và ôm kim rồi nhưng mà khi gắn mặt nguyệt vô mà không để ý thì là cái lỗ mặt nguyệt nó lệch kim á, nó sẽ đến trường hợp là kim chỉ bị lệch nha, móc nó sẽ là quẹt kim quá nhiều nha. Thì sau khi mình đã trình xong và chạy thử vô trong hàng thì như anh em thấy đó, cái cổng chỉ của nó không bị xù nha anh em, và cái chỉ dưới nó là rất là đẹp anh em nhìn thấy không, cái chỉ trên nên nó không có bị xù cái cổng chỉ lên nha anh em, anh em nhìn thấy không.
Video mà hướng dẫn cái cách mà chỉnh máy đầu eo hai kim á, bị xù chỉ và xấu chỉ của mình đến đây là kết thúc nha. Nếu anh em xem video cảm thấy hay thì nhớ cho mình một like và một kênh đăng ký để đón xem những video tiếp theo của Thái nha. Hẹn anh em những video sau.